Thưa quý vị, như thường lệ bắt đầu chương trình chúng ta cùng đến với chuyên mục Cà Phê Sáng. Yến Nhi nè, Yến Nhi có đồng ý với Quốc Thái là ẩm thực Việt Nam á, nếu mà thiếu nước chấm thì là một thiếu sót lớn không? Đúng như vậy, có nhiều cái món ăn mà chúng ta cần phải chế biến, có nước chấm thì nó mới nên được, chẳng hạn như món gỏi. Anh Quốc Thái thấy là phải có nước mắm vào thì mới đúng là món gỏi. Hoặc là những cái món cá kho cũng phải cần nước mắm mới kho được, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là nước mắm rất là quan trọng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về nước mắm ha. Ngày xưa Yến Nhi biết không, thì ngư dân á, đánh bắt được sản lượng cá rất là nhiều, nhưng mà họ không thể ăn hết được, cho nên họ mới nghĩ ra cách là ướp với muối để lâu. Và lâu ngày thì cá chín và tạo thành nước màu đỏ trong, vị mặn đậm đà. Cho nên là người ta thường dùng để ăn sống hoặc là chế biến thức ăn. Và lâu dần nghề nước làm nước mắm ra đời. Nước mắm nhĩ là nước mắm ngon nhất trong giai đoạn đầu trong quá trình mà mình làm chế biến nước mắm. Và nước mắm nhĩ từng giọt, do tiếng địa phương, nhĩ dấu hỏi thành nhĩ dấu ngã, lâu dần thì gọi thành nước mắm nhĩ. Từ một đặc sản địa phương thì nước mắm Việt Nam đã trở nên quen thuộc và được xuất khẩu đi rất là nhiều khu vực trên thế giới và được ưa chuộng ở Mỹ nè, châu Âu nè. Và nước mắm Phan Thiết và nước mắm Phú Quốc là hai thương hiệu nổi tiếng trong nước và cả thị trường xuất khẩu. Nước mắm Phú Quốc thì được hình thành từ giai đoạn năm 1900 đến năm 1945. Vùng biển Phú Quốc thì nổi tiếng với một loại cá cơm là loại cá thân nhỏ, rất là thơm ngon và đặc biệt là có chất đạm rất là nhiều. Và nổi tiếng đến mức là khi mà chúng ta nhắc đến cái vùng Phú Quốc thì người ta sẽ nhớ ngay đến là món nước mắm cá cơm. Ngoài yếu tố bí quyết truyền thống thì con cá cơm ở vùng Phú Quốc là một phần không thể thiếu để làm nên cái thương hiệu quyến rũ về thương hiệu nước mắm Phú Quốc này. Toàn huyện Phú Quốc có khoảng 100 cơ sở sản xuất nước mắm và mỗi năm thì sản xuất ra được 10 triệu lít nước mắm và tiêu thụ khoảng 200.000 tấn cá cơm nguyên liệu. Và do lượng cá cơm ngày càng thiếu hụt cho nên là các cơ sở này sản xuất vẫn chưa đáp ứng được thị trường. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nước mắm Phan Thiết. Nước mắm Phan Thiết thì có vào đầu thế kỷ 19, thuộc loại là lão làng nhất trong cả nước. Những nhà làm nước mắm thì được làm nước mắm để bán ra đằng ngoài. Và đến đầu thế kỷ 20 thì nước mắm Phan Thiết đã có một nhãn hiệu nổi tiếng, đó chính là nước mắm Liên Thành, được bán rộng rãi từ miền Nam ra đến miền Trung. Về mặt thương hiệu thì từ năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đăng ký bảo hộ vô thời hạn trên lãnh thổ Việt Nam cho chứng nhận xuất xứ nước mắm Phan Thiết. Và có một khác biệt rất là dễ dàng nhận thấy giữa nước mắm Phan Thiết và nước mắm Phú Quốc cũng như là những cái loại nước mắm ở những vùng khác, đó chính là màu vàng rơm nếu là nguyên liệu của cá cơm, hay là màu nâu nhạt, trong, sánh là của cá nục, có mùi thơm nồng, vị ngọt đậm rất cao là do chất đạm cao. Điều này được cho là do quá trình ủ chuột dưới trời nắng và gió phong phú cho nên tạo nên những cái sự khác biệt trong nước mắm.